Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình review và đánh giá xe của đại lý Honda ô tô Vinh ngày hôm nay. Tôi là Đạt, một siêu lơi của đại lý, và hiện tại tôi đang có mặt tại đường 32 thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An, là Honda ô tô Vinh, là một đại lý 5S tiêu chuẩn của Honda Việt Nam. Thì đã rất lâu rồi chúng ta mới quay lại để review một cái sản phẩm của Honda. Và hôm nay thì tôi rất vinh hạnh là một người được cùng mọi người để đánh giá một cái sản phẩm hoàn toàn mới, đó là chiếc Honda Civic 2022. Một chiếc xe hoàn toàn mới và vừa được ra mắt cách đây có vài ngày thôi. Thì về nội thất này, ngoại thất này, các bạn muốn 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 bới móc hay là muốn tìm hiểu về một cái thông tin gì của xe Honda Civic 2022 này thì hãy cùng tôi đánh giá quanh một vòng quanh xe xem là chiếc xe này có những gì thay đổi và vì sao người ta lại gọi là chiếc xe nhất phân khúc hàng C. Mời tất cả mọi người. Về phần đầu xe thì điểm thay đổi lớn nhất mình có thể nhìn thấy ở đây là cái mặt ca lăng của nó đã được làm nhỏ lại và được làm dài rộng ràn ra, nhìn giống như kiểu là hai cánh chim đang bay ấy. Từ phần đèn này nó trải dài sang phần bên này đấy, và cái phần mặt ca lăng thì nó thiết kế theo kiểu thiết kế mới, thì mọi người nhìn qua có thể giống phần thiết kế của các phần xe điện không, nhìn qua giống kiểu xe điện. Về phần đèn thì mọi người nhìn qua có thể thiết kế nó kiểu hơi dẹp lại một tí như con mắt hí đúng không? Thì phần đèn này thì nhìn qua giống đèn của Audi, phần đèn nó được làm vuông vức hơn và bên trong này là một dải đèn full LED, đèn pha đèn cốt full LED và đèn sương mù cũng là đang dạng đèn LED. Thì tôi sẽ bật cho quý vị xem về phần đèn và phần đèn định vị bật ngay cho mọi người xem nhé. Đấy, về phần đèn thì nó được thiết kế rất là tinh tế và thiết kế mới này thì mang đến cho chiếc xe có một cái cảm giác gọi là thể tháo và nhìn nó kiểu rất là hài hòa so với phần đầu xe. Đấy, mọi người cũng khám phá quá. Phía dưới động cơ của Honda Civic 2022 là động cơ 1.5 lít turbo, 176 vào lực 4 van và 16 xi lanh thẳng hàng. Mô-men xoắn cực đại của xe là 240 Nm trên phút. Thì bên trong chiếc xe chúng mình cảm giác là nó mạnh mẽ và thể thao hơn. Thì tôi sẽ mở cái phần nắp capo lên cho mọi người cùng khám phá. Đấy, về phần nắp capo thì bên dưới động cơ thì nó sẽ được làm gọn gàng hơn và nó sẽ được nâng cao lên so với mặt đất. Tiếp theo thì xin mời tất cả mọi người cùng khám phá cái phần hông xe. Đấy. Về phần hông xe thì cái điểm nổi bật nhất ở trên chiếc Honda Civic mới 2022 đây là phần la răng. Phần la răng được thiết kế sơn
sơn đen, nhìn rất cá tính và thể thao. Chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, cho nên là có một bộ mâm nhìn cực kỳ thể thao, cực kỳ khỏe khoắn, do một điểm cộng rất lớn cho Honda Civic 2022. Còn về phần gương thì đợt này phần gương của xe thì nó sẽ được hạ xuống cái phần cánh cửa này, thì để tạo cho cảm giác là nhìn cái phần gương này thì nó sẽ thể thao hơn và nhìn nó sẽ dễ nhìn, và cái trụ á này nó sẽ không bị khuất bởi cái gương như kiểu đợt trước này nữa. Về phần tay nắm cửa thì tay nắm cửa được sơn đen và cái phần gương được sơn đen, tạo một cảm giác cực kỳ khỏe khoắn và thể thao. Nhìn phần hông này thì không ai nghĩ đấy là một chiếc xe Nhật đúng không ạ? Nhìn giống một chiếc xe châu Âu. Và tay nắm cửa này thì cũng đã có cảm ứng đóng mở và không cần chìa khóa trên người, và không cần chìa khóa để mình phải bấm như kiểu các dòng xe đời cũ nữa. Đấy. Về phần chiều dài tổng thể của xe thì xe sẽ được tăng thêm 35 mm so với phiên bản cũ, và phần rồng, phần bề rồng thì sẽ được tăng lên 12 mm, thì làm cho không gian phía trong nó cảm giác nó rộng hơn, nó sẽ rộng dài hơn và thoải mái hơn. Về phần hông xe thì có một cái điểm rất là hay ở trên chiếc Honda Civic 2022 này là về cái phần nắp xăng. Từ trước thì cái phần nắp xăng thì mình phải cúi xuống và loay hoay kiếm cái phần nắp xăng để kéo cái lầy ra, thì đợt này Honda Civic có một điểm rất là hay là mình chỉ cần VP và các bạn nhân viên đổ xăng sẽ cần ấn như này là cái phần nắp xăng sẽ mở ra. Một điểm nhỏ thôi nhưng mà cũng là một điểm cộng rất lớn cho Honda Civic 2022 mang đến cho người dùng. Đấy. Tiếp theo thì mời tất cả mọi người cùng sang phần hông xe. Nhìn hông xe mọi người nhìn qua thì có cảm nhận gì không ạ? Và cảm nhận cực kỳ thể thao luôn. Những cảnh lướt gió sơn đen. Đây, cảnh lướt gió sơn đen đây. Nhìn cực kỳ thể thao và nhìn cái đuôi xe cực kỳ yếu luôn đúng không? Còn phần đèn thì đợt trước phần đèn của đời cũ ấy thì nó sẽ làm cho kiểu dạng 40 răng là đèn nó sẽ chạy như này. Và đợt này thì nó là cải tiến hơn, là nó làm đèn kiểu vuông góc hơn và nhìn hài hòa với cái tổng thể của cái đuôi xe hơn, làm cho cái xe cảm giác nhìn nó rộng, nhìn nó trương xe và nhìn nó cực kỳ, phần đuôi nhìn cực kỳ yêu thích luôn. Hay một điểm cộng cực lớn cho Honda Civic là cái có phần cảnh rất giỏ này. Đấy, về phần cốp xe thì cốp xe được mở lên một cách rất là nhẹ nhàng và phần cốp xe thì cũng là được làm rộng ra do là chiều dài cơ sở của xe được nới rộng ra. Thì từng này thì phải bỏ được cái hai cái vali lớn và một cái vali nhỏ và một bộ đánh gôn để cũng cực kỳ thoải mái luôn. Về phần quảng sáng gầm xe thì xe này phần quảng sáng gầm xe sẽ được tăng lên là 135 mm, thì giúp cho chiếc xe cảm giác nhìn thể thao, nhìn thể thao nhưng mà phần quảng sáng gầm xe nó vẫn cao. Về phần nhiên liệu thì chiếc xe này là một chiếc xe 1.5 lít turbo, cho nên là cái phần về phần nhiên liệu thì nó sẽ cực kỳ tiết kiệm, 652 lít trên 100 km đường kết hợp, 8,72 lít trong đường đô thị. Và một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho người tiêu dùng đúng không ạ? Trước khi vào phần nội thất của Honda Civic 2022 thì tôi xin mời tất cả mọi người cùng tôi nhìn lại một phần tổng thể của anh xe Honda Civic 2022 nhé. Chào, thì xin mời tất cả mọi người cùng tôi vào cái phần nội thất của xe Honda Civic 2022 xem có những cái điểm gì nổi bật và những cái điểm gì khác biệt so với đời cũ. Đấy, vừa mở cửa ra thì điểm đập vào mắt đầu tiên của chúng ta là cái phần đăng ký ở đây. Đấy, phần đăng ký ở đây nó được làm đèn bóng này và có một cái dải đèn LED màu đỏ, thì nó làm mình liên tưởng đến một cái đèn gọi là đèn ambient light đúng không ạ? Đấy, tiếp theo thì về cái phần đáy nắm cửa thì
nó sẽ được làm một cái lỗ để mình đút tay vào để mình kéo ra kéo vào này. Tuy cảm nhận của mọi người xấu hay đẹp nhé, nhưng mà theo tôi nhìn thấy thì cái phần này thì là một cái phần rất ăn rớ và rất đông nhất với những cái dòng xe kiểu dòng xe thể thao ấy, nhìn nó rất là chất đúng không ạ? Đấy. Còn ở đây thì sẽ có một cái nút gọi là nút mở cốp. Đấy cũng rất là hiện đại, mình chỉ cần ấn vào đây. Đấy thì phần cốp phần sau nó sẽ tự động mở cho mình. Và mình sẽ không phải chờ lấy ở dưới hay là kéo lấy ở dưới hay là phải lùi húi để tìm được, mình chỉ cần ấn vào đây. Phần cốp nó sẽ tự động mở lên. Đấy. Tiếp theo là về cái phần nội thất ở bên trong đi. Mọi người nhìn qua thì có thể phần ghế của nó của xe Honda Civic 2022 này có một cái điểm cực kỳ nổi bật, có nghĩa là ở cái phần này thì nó sẽ là da lồn này. Đấy, da lồn và bên trong nó là xe là màu đỏ và cái phần viên chỉ máy cũng là màu đỏ. Đấy, một điểm cộng cực kỳ lớn cho Honda Civic 2022 là nhìn cực kỳ thể thao luôn. Đấy. Phần ghế thì được chỉnh điện nhá. Về lái được chỉnh điện tám hướng này. Rồi, tiếp theo mời mọi người vào trong này, mời anh camera sang bên này để chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng về chiếc xe này nhé. Đây, mời anh ngồi đây. Mình sẽ nhìn về cái phần màn hình 10.2 inch digital của Honda Civic 2022 này. Đấy. Về phần vô lăng này, vô lăng được thiết kế mới của hệ thống Honda của Honda thì cái phần vô lăng này được bọc da thiếu chì đỏ nhưng cực kỳ thể thao luôn. Đằng sau thì sẽ có hai cái lề vô lăng, biển số vô lăng. Còn trên vô lăng thì có vô và nút bấm luôn. Thứ nhất là xe này được trang bị hệ thống Honda Sensing. Thì hầu như tất cả các hệ thống Honda Sensing nó sẽ được tích hợp lên cái vô lăng này. Từ dừ làn đường, hệ thống dừ làn đường này. Rồi hệ thống Adaptive View Control, rồi là Reset. Bên này là có hệ thống nghe gọi điện thoại, rồi là tăng giảm âm lượng và điều chỉnh VH to nhỏ. Đó. Mọi người nhìn cái màn hình digital của Honda Civic 2022 nhìn có đẹp không ạ? Nhìn cực kỳ thể thao và nhìn có một cái điểm nhấn cực kỳ lớn trên xe Honda Civic 2022. Tiếp theo một cái phần mà tôi muốn nói đến nhất ở đây là về hệ thống âm thanh. Thì về hệ thống âm thanh của xe Honda Civic 2022 thì đã được trang bị hệ thống 12 loa bose và cho một cái cảm giác nghe nhạc và cảm giác chiếu ở trong xe là cực kỳ hay luôn. Nên tôi sẽ bật một tí nhạc để cho mọi người cùng cảm nhận qua xem là 12 loa bose nó sẽ nghe khác 12 loa thường như thế nào nhé. Bass rất là hay và nhạc nghe rất là cực kỳ chất luôn. Mọi người biết tôi đang kết nối bằng cái gì không ạ? Tôi đang kết nối bằng điện thoại và với kết nối bằng điện thoại không phải chỉ là Bluetooth bình thường đâu nhé. Còn này là tôi đang kết nối Apple CarPlay bằng hệ thống Bluetooth không dây. Hầu như các dòng xe ở trên thị trường Việt Nam hiện nay là muốn kết nối Apple CarPlay thì mình sẽ có một cái giấy cắm sạc để cắm cùng để nó sẽ hiện lên màn hình. Nhưng mà đối với Honda Civic 2022 thì tôi chỉ cần kết nối Bluetooth và nó sẽ hiện hệ thống hệ thống Apple CarPlay lên trực tiếp trên xe luôn. Đây. Không hề cắm giấy. Đấy, và nó vẫn sẽ hiện hoàn toàn trên màn hình cho mình luôn. Một cái điểm cộng cực kỳ lớn cho Honda Civic 2022. Mọi người biết xe này điều hòa nó nằm ở đâu không ạ? Ngoài những cái nút chỉnh điều hòa này thì điều hòa mới này nó sẽ được giấu ở đây. Đấy. Những cái tổ ong trải dài từ phần người lái sang phần bên hông này. Đấy, điều hòa đây. Cực kỳ tinh tế và nhìn cực kỳ làm mắt luôn. Đấy, các cái nút chỉnh điều hòa này. Lên xuống này. Và các nút chỉnh hướng gió điều hòa này, quạt gió này.
đã được phay xước và nhìn cực kỳ chắc chắn và nhìn nhìn qua từ từ các dòng xe sang ấy. Đấy. Xe được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng độc lập nhé. Bên người lái và bên ghế phụ. Xe thì đã được trang bị hệ thống sạc không dây cho người dùng thì cực kỳ tiện dụng, không phải giấy chờ lằng nhằng, mình chỉ cần bỏ lên là nó sẽ sạc luôn cho mình. Đấy, tiếp theo về cái phần yên người dưới này thì nó sẽ được làm rộng ra, và mọi người nhìn cái chất liệu ở đấy, chất liệu carbon ấy, nhìn cực kỳ thể thao luôn. Đấy, hai cái hộc để cốc cực kỳ lớn, và xe đã được trang bị hệ thống phanh tay điện tử và brake house. Có một cái điểm cực kỳ hay trên xe này là xe được trang bị ba chế độ lái Sport, Normal và Eco. Về chế độ Sport thì đây, nó sẽ thay đổi trên màn hình luôn cho mình. Đây là Sport này, Normal này, Eco này. Đấy. Đấy, mình ấn chế độ nào thì trên màn hình nó sẽ thay đổi cái màu sắc ở trên này luôn. À, phần cốp trước thì đục cũng được làm khá là rộng, có thể để khoảng tầm 2-3 chai nước đấy. Và phần bên trên được làm bằng giá này, sơ cực kỳ sướng. Rồi, có một phần hay nữa là về phần chúng ta hãy cùng ra sau xe để xem đường sau nó cảm giác nó có rộng dài bằng cái xe đời cũ nhé. Mời mọi người. Vâng, hiện tại tôi đang ngồi ở tại hàng ghế thứ hai của Honda Civic 2022 và ngồi với một cái tư thế cực kỳ rộng rãi. Tôi cao 1m75 và nặng 70 kg. Thì hiện tại thì chân tôi vẫn đang còn khoảng tầm một găng tay nữa mới chạm phải hàng ghế phía trước. Và phần đầu thì cũng đang còn một khoảng tầm 10 đến 15 cm. Đấy. Ở hàng ghế sau thì mình cũng có một cái cửa sổ hàng ghế thứ hai nhé. Đây, bị tí tay. Và có một cái điểm hay là ở trên Honda Civic là ngồi ngồi người ngồi ở giữa hàng ghế thứ hai ấy, thì cũng sẽ có một cái dây đai an toàn. Đấy. Và tôi sẽ ngồi thử ra hàng ghế thứ hai. Vẫn rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Như này mà đi 5 người thì cực kỳ rộng rãi. Quá đẹp luôn. Vâng, video này thì tôi có đánh giá quá và đi một vòng quanh xe về nội thất và ngoại thất cho mọi người cùng tất cả chúng à, mọi người cùng cảm nhận, tất cả quý vị cùng cảm nhận. Thì ở video sau thì tôi sẽ vận hành chiếc xe này và đến các cung đường khác nhau để cho mọi người cảm nhận được là về cảm giác lái này và về chế độ tiết kiệm xăng này, xem là xe này có hơn các dòng xe phân khúc hàng xe còn lại không. Thì hẹn mọi người ở các video sau.